Những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus, vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp. Trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện là đối tượng rất dễ mắc bệnh. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, trong khoảng thời gian này, cần đẩy mạnh các phương pháp phòng tránh các loại bệnh trước khi chúng có nguy cơ trở thành dịch. Liên quan đến nội dung này, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Giang Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương. Xin chào bà Nguyễn Thị Giang Nhung ạ. Trước hết thì xin được cảm ơn bà đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bà có thể cho biết những bệnh nguy hiểm thường gặp ở mùa đông xuân là gì ạ? Thời tiết mùa đông xuân thay đổi, nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn dẫn đến là tạo cái điều kiện cho vi khuẩn và virus phát triển, dễ gây bệnh. Trong đó đối tượng là trẻ nhỏ và người lớn tuổi thì sức đề kháng giảm, cho nên là dễ mắc bệnh. Các cái bệnh thường gặp trong mùa đông xuân là bệnh cúm, sởi, ho gà hoặc các bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản, viêm phổi. Và để chủ động phòng tránh bệnh ở mùa đông xuân thì ngành y tế có những khuyến cáo gì cho cộng đồng? Xin mời bà chia sẻ. Để chủ động phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân thì ngành y tế khuyến cáo mỗi người dân nên chủ động trước hết là tiêm phòng các cái loại vaccine như sởi, ho gà, cúm, rubella đầy đủ theo lịch khuyến cáo của Bộ Y tế. Hai là chúng ta phải giữ ấm cơ thể, nhất là trẻ em. Khi cho ra đường thì phải giữ ấm để đảm bảo là không có bị ảnh hưởng tới các cái bệnh đường hô hấp. Tiếp theo là phải vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng. Tránh tiếp xúc với những người mà nghi là mắc các cái bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp và hạn chế đến nơi đông người. Một cái điều quan trọng nữa là cần phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe. Và khi mà nghi ngờ mình có mắc các cái bệnh về đường hô hấp hoặc các cái bệnh truyền nhiễm cúm thì nên đến cơ sở y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời. Một lần nữa xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Giang Nhung đã dành thời gian tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay.